đến gì không? Ok, nhà cộng đồng. Cây di sản Việt Nam phải biết. Cái cây di sản, cây đa tía. Cái cây là cây di sản Việt Nam, cây đa tía. Rồi, cây đa tía cổ này ha. Cây này chắc quý hiếm lắm là gì đây? Cây trang ngọc. Cây đa tía không?
nó vẫn tụ tập bình thường đông vui ha. Mấy cây đa bác này kiện lụa.